Oh my god! Oh! Oh my fucking! What the fuck, bro? Trời, mình văng đâu luôn rồi. Ôi! Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. What? Trời ơi, chết luôn. Nghe nói khu quân sự dạo này gắt lắm bạn, không cho ai vô hết bạn, không biết bây giờ. Không biết giờ mình giả cái chi giết UFO phép vật này, không biết nó cho vô không nha. UFO đồ chơi mà có thể ngồi vô được nha bạn. Gì vậy? Hả? Cảnh sáng này trúng người là chết nha bạn. Tính ra cũng không phải đồ chơi đâu bạn. Dữ lắm đó, có nitro đồ quá gắt luôn. Như chạy dưới biển được mà đúng không? Vãi, UFO đúng hoàng phát. Trời ơi. Ổn không ta? Tới, tới rồi. Chắc cảnh sát không thấy mình đâu. Các bạn. Alien. Alien, tao là alien nè. Là alien nè. Sao, giờ tao vô được đúng không? Chỉ nó kêu là chỉ có alien mới được vô thôi nha các bạn. Ui, gặp đây, nó đây các bạn. Chậm chậm hôi, chậm chậm hôi. Ui, 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 ui. Bậy, bậy, bậy. Chậm hôi, chậm hôi. Ê, có ai không? Tao là alien nè, được mời vô không? Không được mời luôn, buồn thiệt. Đi vòng vòng nè các bạn. Mình sẽ đi vòng vòng bạn. Không được mời luôn, buồn. Trời ơi. Tao không cố tình đâu, tao không cố tình đâu. Nhưng mà tao muốn đi cửa trên thôi, chứ không phải đi cửa hậu. Hơi lỗi, hơi lỗi. UFO hơi lỗi, hơi lỗi thôi. Có thăm được không, khu quân sự mà. Nghiên cứu về dục. Ôi, tao là UFO cơ mà. Ui, không lẽ mấy bị biến hình phát. Núp. Ui. Ui, rồi lụm xe tăng vô, lụm xe tăng rồi bạn ơi. Mày tung hết mày. Lụm xe tăng được rồi bạn ơi. Ngon, ngon quá, ngon quá. Shit, motherfucker. Muggler. Tao có thể bắn xa được nha. Mày cút ra khỏi người tao. Cút ra khỏi người tao, ok. Oh shit, bro. Đằng sau khá là nhiều người. Đi nuts. Holy. Đi đâu, ấy. Thôi ơi. Mình đang đi đâu mình còn không thấy nữa nha bạn. Hả? À, bắn mấy chiếc máy bay luôn được không nha bạn. No no, don't go out. Don't go out that way. Don't go out that way. Này nó phát hiện ra mình là đi UFO rồi bạn ơi. Holy shit. Còn ơi, không phải còn xe tăng đâu không bạn. Gì trời. Ơi ơi ơi, no. No. Này có mấy chiếc xe trên bản đồ. Úm. Mày xạo. Mày chơi ai? Mày định chơi ai? Thôi mà ngầu quá, ngầu quá, ngầu quá. Không chịu đế mà để cái thằng đi cướp của khu quân sự. Không thể hiểu được gì luôn nha bạn. Sao lùi? Sao có gì à? Không lùi được các bạn ơi, chết bà là kẹt rồi, kẹt rồi. À, lùi được rồi, lùi được rồi. Trời, bắn lên trời. Tao cần chúng mày bắn lên trời. Mày sao? Mày sao? Stun quá dữ, quá dữ. Thả thả chiếc xe tăng. No. Mình sẽ lấy mấy chiếc xe. Ok, mình sẽ ra ngoài cổng mình chờ nó mấy bạn. Thôi được, chiếc xe này cũng khá hay nè. Ủa, xe không ngầu phết chứ. Xe không ngầu phết đúng không? Núp núp. Núp núp. Oh fuck. Thế là bố mày đành chạy về thành phố luôn vậy. Chạy càng xa càng tốt. Thôi rồi, xe quân đội mà rip như đúng rồi vậy bạn ơi. Sao đâu bạn. Đấy, mấy chiếc máy bay nó bay qua là ăn cứt luôn á. Ổn, sắp vượt rồi. Yes, vanish.
Rồi nhá bạn. Rồi đúng cuối cùng hơi hơi cũ được rồi bạn ơi. Xe nhanh lắm nha, xe nhanh lắm nha. Xe chạy 100+ lần đó. Bài chiến trường. Ok. Bạn có thấy cái bài bài không? Đó bài bài đó, bài quân đội đó. Giờ tối rồi mình lẻn vô. Hello. Hello. Không ai hết bạn. Chợ bơm vậy không có ai rồi bạn. Của mình là cái bay bay khá là to. To bố. Đây, có ai không? Trời xích sao chiếc xe tự đi vậy? Sợ vậy? Mình gì nó sẽ có một chiếc bay bay cảnh sát. Sẽ lấy chiếc bay bay này bạn ơi. Cũng có chiếc này chắc nó không phát hiện đâu bạn. Cảnh sát kìa. Ờ đúng rồi. Ui, 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 xe. Ui. Lên. Lên. Good. Ôi. No. Mày cao lên. Khó bắn nha. Mà phê. Khó bắn xíu hơn. Bay cao lên. Thôi ơi, mấy anh kia nó còn bay cao hơn mình nữa. Bố chịu. Hên quá. Bùm. Mày ngon ngon. Mình sẽ phá hủy cái khu này. No. Ush. Oh shit. Bể rồi. Nổ rồi. Nó không có bắn. Sao nó. Xe tăng là khó bể nhất. Ôi trời còn té nữa. I'm gonna die bro. No don't hit me. Đừng có đụng tăng. Switch dream. No. Vậy nó ngồi lên mình luôn rồi. Review thật kỹ là mình phải qua lấy chiếc xe tăng. Mình bỏ tạm gạt qua cái cảnh sát đó nha bạn. Bị bắt đó bạn. Rồi. Ê, chết bà. Rồi kẹt vô đường ống rồi. Cứ chạy vòng vô đây review rồi. Đây là một cái bãi đổ trực thăng. Trực thăng cảnh sát bình thường thôi bạn. Đây là mấy tòa nhà. Thêm một hai chiếc xe tăng. Nó sẽ có hai chiếc xe tăng đâu đây. Cái nhà này là kiểu cái nhà gì ta thắng lép mà. Đây. Mấy cảnh sát nhầy quá bạn. Review không được. Oh shit. Holy moly. Đây là màn review. Mấy em không biết review được đâu. Đây là cái cửa hậu nữa bạn. Đây là có một cái thùng trắng. Một cái nhà. Nhưng là một cái bình. Không biết mấy thùng trắng này làm cái gì bạn ơi. Ui. Bãi đậu trực thăng nãy mình nói rồi. Và hai cái nhà kiểu như để xe vô nha bạn. Đây. Bạn có thể thấy đây là một cái bình chứa gì đó, chất axit hoặc một cái thứ gì đó. Đúng. Trước á thì các bạn sẽ chặn bởi mấy cái gì ta? Mấy cái cây trong. Đấy. Holy moly. Go. Ghê vậy. Mày. Chết xe tăng rồi bạn ơi. Ê lộn, chết xe kia rồi. Ơi chết bà. No. Ê xanh á. No, stop it. Cho tao vô lại bên kia. Come on. Okay. Buggy. Gọi là vậy đó bạn. Ok, mình sẽ lái về nhà mình luôn nha bạn. Chạy trốn khỏi bọn này, cướp chiếc buggy khá là ngầu. Mà sao chiếc buggy này nhẹ quá, nó bay ghê quá bạn ơi. Quay. Ngon. Quay đúng rồi.
Ok, còn một chút xíu nữa thôi. Yes, xong. Nhắc đỡ bạn ơi. Nhắc vô gửi nhà gửi xe kế bên khá là ngầu.